Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý vị thân mến, cuối tuần này sẽ có ba con giáp vơ hết tiền của thiên hạ vào két của mình. Tình duyên phơi phới ai cũng phải ghen tị. Ba con giáp này chính là người may mắn nhất trong cuối tuần này khi mà liên tiếp nhận được nhiều cái tin vui. Và tiếp theo xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta cùng tìm hiểu về ba con giáp này. Liệu rằng chúng ta có nằm trong danh sách ba con giáp may mắn này hay không? Và vì sao mà những con giáp này lại may mắn đến như vậy? Và bây giờ chúng ta cùng đến với con giáp đầu tiên, đấy là con giáp tuổi ngọ. Người tuổi ngọ không cần cầu kỳ, khoa trương mà vẫn luôn gây được cái sự chú ý đối với người khác. Trong những ngày cuối tuần này, tiền bạc chảy vào túi của bạn ầm ầm do những cái đơn hàng mà bạn nhận được thực sự quá khủng. Bạn nên giữ mối quan hệ với những người khách này vì đây sẽ là mối làm ăn lớn của bạn trong tương lai. Chuyện tiền bạc hanh thông, bạn lại có người mang trả số tiền vay mượn đã lâu nên cảm thấy vô cùng sung sướng. Có thể đi chơi, mua món quà bất ngờ tặng người ấy, chắc chắn họ sẽ cảm thấy xúc động vì sự quan tâm của bạn. Con giáp thứ hai đấy là con giáp tuổi Dần. Chỉ trong 2 ngày cuối tuần này thôi mà đơn hàng của tuổi Dần đã vượt ngưỡng, thu về món lời bằng cả tháng. Bạn thực sự có duyên với nghiệp kinh doanh này. Nói nghiêm túc, bạn nên mở rộng thị trường kinh doanh hết mình, thậm chí có thể nghĩ đến chuyện nghỉ việc để làm ăn riêng cũng được. Các mối quan hệ xã hội nhiều, bạn bè yêu mến nên đi đâu tuổi Dần cũng được ủng hộ hết mình. Cuối tuần này bạn được mời đi dự tiệc, hãy sắp xếp và ăn mặc thật đẹp. Cơ hội gặp được người như ý đang chờ bạn phía trước. Và con giáp may mắn thứ ba đấy là con giáp tuổi Tuất. Tuất là người may mắn nhất trong 2 ngày cuối tuần khi mà nhận tin vui về công việc, cấp trên hứa trả lương cao cho bạn vì bạn vừa ký được một hợp đồng quan trọng. Có lẽ cơ hội làm giàu của bạn đã đến rồi. Công việc này có lúc khiến bạn chán nản, nhưng không ngờ chỉ nỗ lực một chút lại nhận về thành quả cao như vậy, làm bạn lại có động lực gắn bó. Tình duyên phơi phới, có vẻ như người ấy đang sợ mất bạn nên đã chủ động tặng quà rồi. Dấu hiệu này cho thấy bạn đã thành công trên con đường chinh phục người yêu của mình. Hãy cố gắng yêu thương, chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Quý vị thân mến, và trên đây thì quý vị và các bạn đã cùng chúng tôi tìm hiểu về ba con giáp vơ hết tiền của thiên hạ vào két của mình. Tình duyên phơi phới ai cũng phải ghen tị vào cuối tuần này. Và qua cái nội dung chúng tôi chia sẻ trên đây thì quý vị cũng đã biết được mình có nằm trong top 3 con giáp này hay không. Và xin được chúc mừng các bạn nằm trong top 3 con giáp này. Chúc các bạn có những ngày cuối tuần luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Lê Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.